tiết lộ kết quả tử thi của Suli, giáo sư đại học Thô Lỗ nói về cái chết của Guhara. Vào ngày 10 tháng 12, đại diện sở cảnh sát Gong Sungnam Sung Nam đã chính thức công bố kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng với nữ ca sĩ Suli. Mới đây nhất vào ngày 10 tháng 12, đại diện sở cảnh sát Gong Sungnam Sung Nam đã chia sẻ với tờ New Daily về kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng của nữ thần tượng Suli. Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, cũng không tìm thấy mẫu thuốc nào trong máu. Đồng thời, cảnh sát cho biết sẽ kết thúc việc điều tra nguyên nhân cái chết của Suli trong thời gian tới và công bố kết quả đầy đủ chính thức cuối cùng. Về thời gian những ngôi sao qua đời, đại diện cho biết, trong vòng vài giờ sau nửa đêm trước khi vụ việc được báo cáo vào sáng hôm sau. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, đồn cảnh sát Seongnam Jong ở tỉnh Gonggi Xác định khi quản lý đã tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Idol Julie, tên thật là Choi Jin-ri, 25 tuổi, trong tầng 2 căn hộ ở quận Sujeong, thành phố Nam khoảng 15 giờ 20 tức 13 giờ 20 giờ Việt Nam và báo cảnh sát. Suli từng là một ngôi sao nhí nổi tiếng của Hàn Quốc, cô gia nhập làng giải trí khi mới 11 tuổi. Trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Suli không có gì nổi bật nhưng cô lại thường xuyên trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn bởi phong cách thời trang gợi cảm. Sau khi Suli mất, có thông tin cho rằng nữ ca sĩ 25 tuổi bị trầm cảm nặng trước những bình luận tiêu cực về đời tư của Suli. Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc thương và xót xa với cuộc đời ngắn ngủi của Suli. Nghệ sĩ Hàn Quốc cũng tỏ ra cảm thông với những áp lực mà Suli đã phải chịu đựng khi phải làm việc trong ngành công nghiệp giải trí. Dư luận Hàn cũng bày tỏ mong muốn được bảo vệ những nghệ sĩ như Suli khỏi nạn bạo lực mạng xã hội ngày một leo thang tại xứ sở Kim Chi. Mặt khác, gần đây, Ru Hoan Chun, giáo sư tại Đại học Ajou ở Suwon, đã bị chỉ trích sau khi bàn về câu chuyện Guhara qua đời. Được biết, vị giáo sư này từng làm PD cho nhiều chương trình truyền hình trước khi gia nhập Đại học Ajou với tư cách là giáo sư của khoa văn hóa nội dung một trong những bài giảng trước sinh viên du chun hoan đã đưa việc guhara tự tử vào bài giảng ông tuyên bố rằng nữ ngôi sao qua đời vì không có tâm lý đủ mạnh để chống lại những người bình luận ác ý guhara dễ bị tổn thương khi nói về cái chết của người bạn thân su li các em có thể sẽ kết thúc như guhara nếu các em không có tâm lý mạnh mẽ tại sao các em nghĩ mọi người chửi rủa người khác tất cả đều là mặc cảm tự ti tại sao các em lại quyết định chọn một lựa chọn cực đoan vì điều đó các em không cần phải như vậy những gì các em cần là tâm lý mạnh mẽ giáo sư nghĩ rằng nếu guhara đến gặp ông để xin lời khuyên cô ấy sẽ không tự kết liễu đời mình ông khẳng định nữ ngôi sao là người quá yếu đuối nếu guhara gặp tôi cô ấy sẽ không bao giờ chết tôi sẽ thay đổi cô ấy cô quá yếu đuối đó là bởi vì cô ấy quan tâm quá nhiều về những gì người khác nghĩ Ông cũng đề cập đến cuộc chiến pháp lý giữa Guhara và bạn trai cũ. Anh ta đã đe dọa cô bằng cảnh quay rừng chiếu bất hợp pháp. Ju Chun Hoang tuyên bố đó chỉ là một sai lầm. Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh A mắc lỗi ở trường trung học và quay một video hơi khiêu dâm và tất cả chúng ta đều thấy nó? Tại sao A nên tự sát? Nếu là tôi, tôi sẽ nói. Vậy thì sao? Vậy nếu người khác nhìn thấy nó thì sao? Có chuyện gì với cơ thể tôi? Các em cần phải có một tâm lý mạnh mẽ như thế. Tại sao phải chọn cái chết chỉ vì ai đó nhìn thấy mặt xấu hổ của mình? điều gì tốt cho ai dù chun hoan chia sẻ khi các sinh viên và cư dân mạng của ông ấy bắt đầu chỉ trích về cái nhìn thô tục và thiếu tôn trọng đối với sự ra đi của Guhara, vị giáo sư đã cố gắng giải thích khía cạnh của mình về câu chuyện qua đó ông tuyên bố sẽ chính thức gửi lời xin lỗi câu chuyện xảy ra trong bài giảng của tôi tôi muốn dạy sinh viên năm nhất cần yêu chính bản thân mình tôi muốn bày tỏ cuộc sống của một ngôi sao có thể cô đơn như thế nào và các em cần một tâm lý mạnh mẽ trước những bình luận ác ý chính vì vậy đã xảy ra sự cố này